Thưa quý vị, thúc đẩy triển khai 9 nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ đối với các sở ban ngành và địa phương liên quan. Khẳng định kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong tạo điều kiện cho Quảng Nam có thêm động lực tiếp tục có những thành tựu phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã phân công cụ thể đối với từng nội dung kết luận. Trong đó, ngoài việc giao nhiệm vụ trong từng nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù, đề án để bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa, được Chủ tịch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên thực hiện, kết hợp xây dựng và phương án thành lập quỹ bảo tồn các di sản văn hóa. Chủ tịch cũng đã giao trách nhiệm chủ công đối với đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không Chu Lai gắn với khu phi thuế quan Tam Quan và những kiến nghị liên quan đến hệ thống cảng biển ở Quảng Nam. Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế mở Chu Lai sau khi quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt. Rà soát có phương án khả thi huy động tổ chức cá nhân đủ năng lực tham gia các hoạt động trong bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển theo hình thức phù hợp, tích cực tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng nâng cấp quốc lộ 14A, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 theo đúng kết luận của Thủ tướng. Đồng thời xúc tiến việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường mới từ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam theo hình thức BBB. Tỉnh cũng giao các sở nông nghiệp, phát triển nông thôn, công thương và y tế xây dựng phương án phát triển ngành công nghiệp dược liệu tự nhiên của tỉnh, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp dược liệu, với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. Cùng với đó là việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đối với vấn đề liên quan đến khai thác chế biến ngành silica, khẩn trương xây dựng phương án báo cáo Thủ tướng trong quý 2 năm 2022. Đối với khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và dự án làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, tỉnh cũng đã giao Sở Giáo dục chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu tổng thể nhu cầu đào tạo của vùng và địa phương, khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đại học hiện có, xây dựng phương án cụ thể trình Thủ tướng. Thưa quý vị, kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị, sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp ban tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022. Đây cũng là phiên họp cuối cùng chốt phương án tổ chức kỳ festival được kỳ vọng thành công, mở ra cơ hội để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của các làng nghề truyền thống nói chung, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất dự kiến diễn ra tại thành phố Hội An từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 với khoảng 250 đơn vị doanh nghiệp có sản phẩm nghề truyền thống ô cốp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp sáng tạo, đặc trưng của các tỉnh thành duyên hải miền Trung Tây Nguyên tham gia. Với chủ đề sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh, festival sẽ thể hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên nói chung. Tích cực triển khai các bước chuẩn bị từ kịch bản, khung tổng chương trình tổng thể cho đến từng hoạt động trong khuôn khổ festival. Đến thời điểm này, ngoài việc chuẩn bị địa điểm và không gian 10 nhà gỗ, 78 gian nhà tre, 16 làng nghề và khoảng 40 nghệ nhân được huy động tham gia. Cùng với các gian làng nghề trong và ngoài tỉnh, festival còn bố trí không gian trưng bày cho các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến từ các địa phương Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng. Cùng với đó là các hoạt động gắn với nghề truyền thống, giao lưu văn hóa nghệ thuật vùng miền, đặc biệt là hai cuộc tọa đàm chủ đề những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề trong thời kỳ hội nhập, tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực vùng miền. Cùng với việc cơ cấu, trang trí các gian hàng, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, góp ý là lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp và nội dung tọa đàm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất phương án về thời gian, khung chương trình, đồng thời lưu ý một số vấn đề liên quan đến chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc festival, phương án tổ chức hai cuộc tọa đàm và một số vấn đề liên quan đến công tác hậu cần kết nối. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và các sở ngành liên quan để nghe công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến hết ngày 8 tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có hơn 3,1 triệu mũi vaccine đã tiêm, đạt tỷ lệ 95,7% so với vaccine đã nhận. Cụ thể, số người đã tiêm đủ liều cơ bản đạt trên 98%, người đã tiêm mũi 3 đạt trên 76%. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm ít nhất một mũi đạt trên 99%. Trẻ được tiêm đủ liều cơ bản đạt tỷ lệ 97,7%. Đáng lưu ý, 4 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại thấp dưới 30%, đó là Điện Bàn, Đại Lộc, Bắc Trà My và Nam Trà My. Tại cuộc họp, ngành y tế nêu ra khó khăn, đó là người dân hiện có mặt tại địa phương nhưng việc tự nguyện tham gia tiêm chủng, mũi bổ sung và mũi nhắc lại giảm. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý chủ quan, xem thường nên việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại chậm. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế cho biết thêm, sau khi rà soát số lượng vaccine còn tồn khoảng 50.000 liều và nhu cầu người dân đến thời điểm tiêm trong tháng 5 năm 2022 tại địa phương, đề xuất tạm ngưng cấp về tỉnh Quảng Nam để tập trung nguồn lực giải quyết số vaccine tồn tại các tuyến nhằm tránh lãng phí, đồng thời tập trung triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế, CDC và Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp các sở ngành liên quan, tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine COVID-19, nhất là mũi nhắc lại và đối với trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Sớm chỉ đạo và hướng dẫn tiêm mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt tại các khu công nghiệp, điểm tập trung đông người như chợ, trung tâm thương mại. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine, với phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Chiều cùng ngày, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 tại huyện Tiên Phước. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, trưởng đoàn giám sát và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Phước về nội dung giám sát. Trên cơ sở quy hoạch chung thị trấn Tiên Kỳ và vùng phụ cận cũng như các định hướng về phát triển kinh tế xã hội để xây dựng thị trấn Tiên Kỳ trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước đã lập quy hoạch chi tiết phân khu chức năng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện, triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 với khu phố mới Phước An và khu đô thị Nam Tiên Kỳ. Công tác quản lý nhà nước về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được quan tâm thực hiện, hạ tầng thương mại, dịch vụ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được tập trung nguồn lực đầu tư. Đến nay, thị trấn Tiên Kỳ đang triển khai nhiệm vụ và quản lý 3 quy hoạch đô thị, gồm quy hoạch chung thị trấn và vùng phụ cận 1/2000 và 2 quy hoạch chi tiết 1/500, đảm bảo các quy định của pháp luật. Từ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, huyện Tiên Phước kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tiên Kỳ và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2015 và năm 2025, cần ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị, đặc biệt là cơ chế chính sách đặc thù để phát triển các đô thị khu vực miền núi. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, trưởng đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, Tiên Phước là địa phương đặc thù vùng trung du miền núi của tỉnh. Việc lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện cần có đột phá hơn nữa, đặc biệt là xã hội hóa để phát triển đô thị. Qua giám sát, đoàn giám sát sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để có quyết sách về cơ chế, chính sách phát triển quy hoạch đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, huyện Tiên Phước nói riêng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị hội thảo quốc gia thực trạng hiệu quả tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2025. Đây là hội thảo đầu tiên do Quảng Nam khởi xướng tổ chức. Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các khâu chuẩn bị cơ bản hoàn thành từ nội dung, khách mời và các hoạt động liên quan. Dự kiến hội thảo thu hút 140 đại biểu khách mời của 8 tỉnh miền Trung và một số bộ ngành trung ương tham dự. Nhiều tham luận, giải pháp sẽ được các đại biểu trình bày về thực trạng hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giải pháp triển khai giai đoạn 2022-2025 tại khu vực miền núi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Sau khi nghe ý kiến các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các bên phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt phần việc của mỗi đơn vị, nội dung phải cụ thể, thực hiện chu đáo các khâu để hội thảo diễn ra thành công. Đây là hội thảo đầu tiên do Quảng Nam khởi xướng, có ý nghĩa quan trọng, triển khai công tác giảm nghèo khu vực miền núi những năm đến. Thưa quý vị, nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, sáng qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình, các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động tại huyện Phước Sơn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phan Xuân Quang đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, những rủi ro mà bản thân công nhân cùng các gia đình phải gánh chịu do tai nạn lao động gây ra và mong muốn gia đình khắc phục những khó khăn, vượt qua bệnh tật để ổn định cuộc sống, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Thăm hỏi của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với những gia đình, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có thân nhân là người lao động bị tai nạn lao động là hoạt động thường xuyên của tổ chức công đoàn tỉnh, hướng về công nhân lao động, hướng về cơ sở với mục đích đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2011-2020, tất cả 11 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới của huyện Duy Xuyên đều về đích sớm hơn kế hoạch đề ra. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân. Chặng đường 10 năm và những năm tiếp theo, huyện Duy Xuyên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, diện mạo vùng nông thôn thay đổi rõ rệt, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện và Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầy ấn tượng. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Những năm qua, huyện Duy Xuyên ưu tiên nguồn lực đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình công cộng, công trình dân sinh theo hướng hiện đại, hài hòa với làng quê nông thôn. Từ năm 2011 đến nay, Duy Xuyên đầu tư gần 2.820 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước hơn 1.452 tỷ đồng, doanh nghiệp và hợp tác xã hỗ trợ gần 600 tỷ đồng, nhân dân đóng góp quy ra giá trị gần 311 tỷ đồng, còn lại huy động các nguồn lực khác. Hạ tầng nông thôn của địa phương này được xem là điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại Quảng Nam. Về cơ sở hạ tầng thì được quan tâm đầu tư rất là quyết liệt, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Hầu như các tuyến đường giao thông DH của huyện và DX và giao thông nông thôn đều được đầu tư đồng bộ, rất là khang trang sạch đẹp. Nó thúc đẩy, nó giúp cho các cái doanh nghiệp, người dân được tiếp cận và thuận lợi, nhất là cái hạ tầng về sản xuất nông nghiệp giúp cho người nông dân là thuận lợi hơn trong cái sản xuất, để người nông dân áp dụng các cái biện pháp về khoa học kỹ thuật cao, từ đó là nâng cao năng suất và nâng cao được cái thu nhập cho người nông dân. Cùng với tập trung vào xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Duy Xuyên triển khai nhiều cơ chế chính sách để phát triển các mô hình kinh tế theo hướng hiện đại, liên kết sản xuất để tăng thu nhập bền vững cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Duy Xuyên đạt 43,5 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%, giảm gần 11% so với cách đây 10 năm. Kinh tế phát triển ổn định, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, tạo dựng những làng quê văn minh, đáng sống, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu. Từ khi mà triển khai xây dựng cái nông thôn mới đó, theo khu dân cư kiểu mẫu thì cái thôn An Hòa đã có nhiều cái điểm nổi bật, có nhiều cái mô hình mà của thôn An Hòa sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện này, vẫn có nhiều cái mô hình rất là hay. Đó là cái mô hình mà đường hoa, rồi mô hình là vườn sạch nhà đẹp, mô hình vườn mẫu, thì có cái mô hình rồi có cái phong trào là toàn dân là coi như là phải hiến đất, hiến vật kiến trúc để mở rộng giao thông, là có những cái phong trào rồi những mô hình là được huyện này là nhân rộng trên địa bàn của toàn huyện, nó góp phần nhận thức cho người dân về vấn đề xây dựng nông thôn mới, là người dân là chủ thể, người dân hưởng thụ. Đến khi người dân người ta đã thông suốt trong vấn đề xây dựng nông thôn mới thì cái sự vô cục của người dân thì nó rất là quan trọng trong vấn đề xây dựng cái nông thôn mới. Bên cạnh cái việc mà phát triển sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng để nâng cao đời sống thu nhập của người dân, thì chúng tôi luôn luôn xác định văn hóa là cái nguồn động lực để phát triển. Theo đó thì chúng tôi luôn xác định bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững trong hiện tại và cả tương lai. Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến cuối năm 2020, tất cả 11 xã của huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 và Duy Xuyên cũng hoàn thành toàn bộ 9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quy định. Đặc biệt, qua các lần kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện nông thôn mới thì có đến 98,9% đồng tình. Xây dựng nông thôn mới hướng đến sự hài lòng của người dân. Đảng bộ, của chính quyền, rồi mặt trận, rồi là nhân dân Duy Xuyên cũng đã xác định rõ cái tâm thế của mình, trách nhiệm của mình. Vào cuộc khá là quyết liệt ngay từ đầu, cùng với cái sự theo dõi giám sát của ban chỉ đạo ở cái nông thôn mới cấp tỉnh. Do vậy thì đến giờ phút này thì chúng ta rất là mừng. Một cách thực chất là tất cả các tiêu chí, tất cả các chỉ số là dân Duy Xuyên là đảm bảo các cái điều kiện. Đặc biệt là khi mà lấy cái ý kiến phản biện của người dân về cái chỉ số hài lòng của người dân về cái kết quả này trước khi thẩm định thì là rất đồng tình, rất là cao, Cho nên là cái đó là cái để mà thể hiện tất cả các đốc số, bởi vì không ai là đo bằng chính cái sự hài lòng của người dân. Từ những kết quả đạt được, huyện Duy Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và có 50% số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để Duy Xuyên tiếp tục nâng chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, cùng với vùng kinh tế động lực phía Đông sẽ góp phần đưa Duy Xuyên trở thành đô thị thông minh, hiện đại trong những năm tiếp theo. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ của www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.